Xin kính chào chị em và các bạn. Chúng tôi giới thiệu đến chị em và các bạn chiếc đồng hồ cơ có tay cổ của Thụy Sĩ. Đây là chiếc đồng hồ do hãng Benner sản xuất với cái model là 183265. Và đây là chiếc Wamco 17 chân kính Waterproof và Incablock. Waterproof tức là có tính kháng nước tốt, Incablock tức là có tính năng chống sốc, tức là khi chúng ta rơi ở một cái vị trí nào đó nhất định thì đồng hồ nó không bị hỏng. Nói về chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ được lắp cái nắp sau ren xoáy nhưng kháng nước khá tốt. Mặt số thì màu trắng ngà, hai nòng, nòng trong là kẻ caro kỹ thuật, nòng ngoài là trắng trơn. Và để lạm trên đó những cái vạch và số chỉ giờ bằng vàng 18 carat. Mình rất thích cái kiểu đồng hồ mà có cái đường cong nó mềm mại như thế này. Đấy. Tức là cái ở đai cái thứ này nó bắt ra nó rất là mềm. Chứ nó mình không thích là từ 60 cái đang eo 60 lên 90 ngay mà nó phải cong cong lượn lượn lên một tí. Đấy, 60 nó phải hơi xong nó lên 90 thì mới thích. Không biết là anh em khác thì thích như nào nhưng mình thì thích như thế. Khi mà cái viền diện nó cong vậy kết hợp với kính cong nữa thì làm nên cái vẻ đẹp rất là quyến rũ và cổ điển. Chiếc đồng hồ này được sản xuất khoảng năm 1947 đến 57. Đấy. Tức là cách đây khoảng 70 năm rồi. Khoảng 70 năm rồi, hơn 70 năm rồi. Mà thậm chí là 80 năm rồi. Đấy, là chiếc đồng hồ này. Chạy khoảng độ từ những năm 40 trở đi thì bắt đầu mới có những cái hãng lớn, những hãng phát triển đầu tiên thì mới làm ra được những chiếc đồng hồ có 17 chân kính. Còn trước đó là 15 chân kính, 13 chân kính, 11 chân kính, thậm chí là 3 chân kính. Đấy. Thế chính vậy mà ở những năm 1940-50 những chiếc đầu tiên là chiếc 17 chân kính như thế này. Cái hãng đồng hồ Benner này thì theo mình được biết là nó được biết đến trên thế giới khoảng đầu những năm 1900 và nó tồn tại đến khoảng giữa những năm 1960. Sau này thì nó không còn tồn tại nữa và chính vậy chúng ta không nhìn thấy những sản phẩm của nó nữa. Và sản phẩm của nó bây giờ còn tương đối ít. Và để khoảng 7-80 năm mà những chiếc nào mà còn đẹp như chiếc này thì là khá hiếm. Tổng quan thì thân thì không có vết sức nào rõ cả. Đấy. Đây này, mình cho các bạn nhìn. Ok. Cho người ta nhìn rõ cái này. Đây. Không có vết sức nào rõ cả. Vỏ thì theo mình nghĩ là còn mới khoảng 85-90%. Không vết xước nào. À quên nhầm, không có vết xước rõ nào. Kính thì cũng không có vết xước nào. Đấy. Nó chỉ có ngả màu theo thời gian thôi. Cái mặt số cũng thế, mặt số đáng nhẽ đầu tiên nó sẽ là màu trắng đúng không ạ? Trắng hơn nữa cơ. Nhưng mà sau 7-80 năm thì nó ngả theo màu thời gian, hơi vàng. Thế thì một điểm yếu duy nhất của đồng hồ này đó là ba kim. Thì cái kim giờ và kim phút là đã ngả màu. Đấy, từ màu vàng thành màu là hơi đen đen rồi. Đấy. Kim dây đáng nhẽ màu đỏ tươi thì bây giờ nó chỉ còn màu đỏ nó như cái dây da này thôi. Đấy là cái nói về cái chiếc đồng hồ này. Như vậy tổng thể chiếc đồng hồ này chúng ta có thể nói là mới khoảng 85%. Sau 80 năm, 7-80 năm thì đây là một chiếc đồng hồ rất đẹp rồi. Đấy. Viền tròn của nó là 24mm. Điểm bắt đai thì khoảng 13mm, 12-13mm gì đó. Đấy, chiếc đồng hồ chúng ta đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đây là một chiếc đồng hồ
Cứ có tay cổ tiến sĩ à, à mình cũng đã kiểm tra rồi. Hiện nay thì cót thì chữ được khá, khoảng độ tầm 36 tiếng trở ra. Thế còn độ lệch thì hiện tại đang ở 45 giây trên một ngày. Chúng ta có thể chỉnh được nhưng mà mình không chỉnh. Cứ để như vậy đã. Khi nào mà có khách hàng mua bắt đầu là mình mới mang đi tiệm mình bảo dưỡng rồi thì căn chỉnh nó tốt hơn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nhé. À, dây da sẽ được thay dây da mới theo ý khách hàng, từ màu sắc đến mọi thứ. Riêng là chất lượng thì bên mình sẽ bảo đảm đó là dây da loại xịn, dây da tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video.